Bây giờ anh tặng cho cả nhà cái này. Đó, làm căng vùng mắt á. Đó, ai 300k nha, hôm nay ai mua chai nám là em tặng. Đây, em xức cho cả nhà coi. Mà cả nhà ơi, nếu mà được tặng cái này mình xức một bên thôi để mình biết được tác dụng. Khi nào thấy tác dụng xịn quá mình sẽ xức hai bên. Để mình thấy. Đó, để mình thấy. Ví dụ khi mình được tặng á 300k mà mình được tặng á mình không thấy có giá trị. Cho nên là mọi người xức một bên cho em thôi. Chừ bên đây đại đừng có xức để mình biết được là nó căng nó đẹp như vậy. Đẹp lắm luôn. Đó. Rồi còn cái chai nè. Tại sao mà mình được tặng cái này ha? Là tại vì mình mua cái chai nám nè. Chất liệu là mới hoàn toàn hết đây. Chai Wow. chai hộp mới luôn. Đó. Thấy chưa? Có cái lót ở trong màu vàng luôn. Rồi chai trong hộp đây. Đó. Nám nha. Nám bây giờ em xức nám cho cả nhà coi. Nè, chất mới của nám nè. Đó, lát em in ra chất mới. Chanet Samit Acid 3% luôn, tụi em chơi tới vậy luôn đó cả nhà. Chơi tới luôn. Khi mua một chai nám mới nha, tinh chất mới thì được tặng một tiếp kem dưỡng căng vùng mắt. Xuất sắc chưa? Đó, giá 300k tặng cho cả nhà mình.